Nhìn coi giống khứa cá ghê chưa. Rồi, để khứa cá vô chính giữa. À, cho coi nè, đó nè, thấy chưa đó. Vừa dẻo mà vừa dai mà vừa cứng. Thơm ngon, thơm trong biển vô nó tuyệt vời, y chang cá. Đây là kênh Ù Thích Ăn Chay. Hôm nay hai cô cháu cô bé chiều nấu cơm ăn thì cô bé cũng có làm nhiều lần rồi, hai cô cháu cô bé cũng có làm nhiều lần là con Ù nó ghiền cái món này lắm, nhưng mà cô bé chưa có chia sẻ cho các bạn. Hôm nay nó đòi ăn nữa, làm sẵn cô bé làm mà cô bé chia sẻ cho các bạn cái món này luôn. Đúng là mình chỉ nói để phân biệt món ăn thôi chứ không có nghĩ gì nha các bạn. Đó là món cá lóc chiên sả ớt chay, các bạn biết rất là dễ luôn, đơn giản luôn mà ăn ngon. Nếu các bạn nào có thích cái món này để làm cho mình ăn cơm mỗi ngày thì bắt tay nha vô làm với cô bé. Cô bé xin giới thiệu qua nguyên liệu cho các bạn biết. Ở đây là cô bé có 6 cục mì căng mua về rửa sạch để cho ráo nè. Ở đây là cô bé có 200g hem, mà hem đỏ, nếu các bạn không có hem đỏ thì làm hem trắng cũng vẫn được, chứ không có phải cần bắt buộc phải hem đỏ nha các bạn, tại nhà cô bé có gì cô bé làm đó. Rồi ở đây là cô bé có 6 miếng sườn, sườn này là cô bé đã ngâm xả sạch rồi để cho nó ráo. Cô bé có là bột, mình là bột bắp, cô bé làm 6 muỗng, tại nay cô bé làm nhiều để dành ăn luôn, thành ra còn mình làm ít thì mình chia ra. Trong cái gia vị mà anh em vô để làm cá ở đây, cô bé có là 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Ở đây là cô bé có 2 muỗng canh dầu ăn. Ở đây là cô bé có 6 miếng rong biển, 6 miếng nè. Đó, cô bé rong biển này là các bạn ra chợ, ngoài chợ chỗ cái sạp mà mấy người ta bán xa tập quá đó, là người ta có bán. Một miếng gì là cô bé mua 3.000 nè, hai đôi đũa tre nha các bạn. Đó, hai đôi đũa với hai cái bao ni lông. Nếu mà mình không xài bao ni lông, mình có thể là dùng lá chuối hoặc là dùng dĩ bạc này, là mình hấp lên đó là nó không có vô nước để mình bảo dưỡng cái con cá mình. Là ở đây cô bé mua 3.000 sả, mà sả này là cô bé mua sả bào chứ không phải sả bầm nha. Sả bào là nó còn miếng miếng như nè, hồi mình làm sả ớt nó rất là ngon. Nếu mà nhà mình có ăn ớt á thì bỏ ớt, không ăn ớt thì thôi. Thì cô bé để nhiêu ớt, lát cô bé xào cô bé bỏ vô một tí xíu muối, một tí xíu bột ngọt, bỏ vô cái sả đặng cho nó vừa ăn, đặng hồi mình gãi lên cái khối cá của mình á, ăn cho nó ngon. Giờ mình bắt tay nhiêu vô làm thôi. Bây giờ cô bé xé sườn nè, xé hơi cũng không cần nhuyễn, hơi vô tại mình phải đi xay lại nữa, thành ra cô bé không có xé nhuyễn quá. Cô bé cũng xé luôn nè. Đó, họ xay cho nó nhuyễn, dễ xay. Bây giờ cô bé đi xay mấy cái này nha. Xay hem, mì căng với lại sườn chay. Xay càng nhuyễn càng tốt nha, tại vì nhuyễn mình làm cái khứa cá nó mịn nè. Đó, nhuyễn nhuyễn khứa cá nó mới mịn nè, khứa cá nó chắc và nó dẻo mà nó cứng nữa. Mình ăn cái khứa cá của mình nó rất là ngon, mình chiên lên nó giòn ngon lắm. Cô bé rửa tay sạch sẽ, bắt đầu mình nhồi. Giờ cô bé rưới bột vô, muỗng nè, 2 muỗng nè, 3 muỗng nè, cho 4 muỗng trước đi nè. Gia vị cô bé đổ đều vô luôn nè, ăn cô bé cũng rưới vô đây luôn đó nè. Cái bột, cái dầu, cái bột thì nó mịn mịn. Rồi đó, giờ cô bé nhồi bột nè, nó dẻo rồi đó. Đó, nhồi nè, nãy giờ nhồi nó dẻo nó đều hết, bột cái lại gia vị vô trong cái đồ mình xay ra nè. Đó, đó, cô bé nhồi xong rồi, giờ bắt đầu mình làm thôi. Đó, tạo hình con cá. Giờ mình sẽ tạo hình con cá để mình hấp lên.
hẳn hồng đem chiên. Giờ cô bé có cái miếng lòng, một cái bao lòng nè, cô bé cắt ra. Dạ, bé chả miếng lòng mình thớt, cái dừa miếng anh thớt nè, đó các bạn thấy chưa. Bây giờ cái phần nhân này là cô bé chia làm được hai con đó, nhân này cô bé chia làm được hai con nè. Cô bé sẽ nó ém nó ra nè cho nó đều hết đi. Ủa không phải bé chảy trong biển lên trước hả? Có làm trước rồi, bé chảy trong biển mới cuốn à. Cái cái muỗng mình làm cho nó bằng bằng lại gì nè. Có hỏi mới có làm xương cá này không, có cái nó xin mấy cái cọng đó đâu có thấy đâu. Không phải vậy, nó thấy tròn á. Cái đuôi này cho mình nhẹ cái đuôi này. Cá này cá nhà nuôi. Cá giống dị tật. Họ mình tời mấy cái đầu này bỏ con. Tời á, tời á mới thành ra thứ cá. Ủa sao bé cuốn cái cuốn này không có dư trong biển nhiều vậy? Còn cái cuốn kia dư trong biển quá trời vậy. Bé không có nhớ cái cuốn đủ mà sau này rồi. Cái kia sao nó dư, cái kia sao nó dư, bởi bé nó sao tự quá. Cái con cá này đẹp quá trời này. Rồi, cho cô bé cuốn xong rồi nè. Đó, bé đẩy gì cô bé hấp nè. Khỏi cần dí bạc, mình hấp gì nó ngon hơn. Đùi cá đi. Cá này cá lóc nhà nuôi. Cá lóc nhà nuôi nè. Cô bé bỏ vô đây, cô bé hấp nè. Coi như là mình hấp được, mình hấp pha từ 25 phút tới 30 phút nha. Làm được hai con. Chặt quá. Chặt quá. Hai con hơi chặt, tức là con bự quá. Bự quá, cá bự quá. Giờ cô bé nấu canh rau á, canh mùng tơi với lại rau dền, nước đồ á, để mới nấu lát mới ăn cơm với lại cá lóc chiên sở. Dạ, cô bé bỏ muối vô trước cho cái muối nó ra nó thơm cái nồi canh. Đợt lát cô bé bỏ rau vô sau. Rồi một miếng hạt nêm, một muỗng hạt nêm vô. Cho nó mặn chưa mới bỏ tiếp. Bỏ hỏi mặn cá, hỏi ăn. Nâu dần tây. Canh nâu dần tây, mướp. Đơn giản vậy thôi á. Rồi giờ bé hấp nửa tiếng rồi, giờ bé giả ra nha. Đó. Hai con cá bự quá. Trời ơi, nóng chín nè, thấy không? Mà bao nhiêu lông vẫn còn nguyên không chảy nè. Để cho nó nguội nha. Giờ cô bé để nguội khoảng 10 tới 15 phút. Rồi nếu mà các bạn không gấp á thì có thể mình làm để bữa nay ngày mai mình cắt cũng được nữa. Cá của mình nè đó. Đây. Cái đường này nè. Cái này các bạn mà muốn nó cứng hơn á thì có thể bỏ trong tủ lạnh nha. Tại cái này hai cô cháu mình là gấp quá, gấp quá. Bé cắt liền ra cái thứ cá nó không có được đẹp á. Cá này cũng được là giống cá cái lóc cắt. Ừ, ghê chưa? Xém ra giống như chơi sushi. Cái gỗ cắt gỗ luôn ngọc. Giống sushi ghê hả? Thứ này giống các bạn nhìn coi giống thứ cá ghê chưa? Cắt ra rồi cô bé đem đi chiên. Chiên nhiều quá làm sao hết. Chiên nữa lửa làm sao bé? Đó bình thường. Lửa vừa hả? Chiên chả cá chiên của mình ngon ghê không các bạn? Quá hấp dẫn cho một tình luôn rồi đó. Cái này dài nhà không ngon nha. Cô bé làm xả ớt. Đây. Cô bé đổ xả vô. Đổ cái gia vị này vô.
Còn ớt thì lát mới dở nha. Ớt bỏ giờ cay lắm. Ngon không? Ngon mà để bé uống đi hả? Rồi, bé bỏ xíu nha. Gần chín rồi bé bỏ ớt vô cho nó không có bị nồng mà nhà mình. Để nghe mùi ớt cay chịu không nổi. Bạn chiên vàng quá ăn nó đắng lắm. Vì nè ăn nó nghe mùi xả nó thơm. Ông mà chiên khác quá ăn không có thơm. Rồi sao? Chân bài nào đó. Và hấp dẫn chưa? Thêm nữa không? Đủ rồi đó. Rồi, để cái cá vô kính giữa. Xong. Xả. Cô bé nè, đó giờ cô bé bẻ ra cho à, cho coi nè, đó nè, thấy chưa? Đó. Vừa dẻo mà vừa dai mà vừa cứng, khứ cá cứng luôn nè, thấy không? Đó, các bạn coi kết cấu bên trong nè. Rất là ngon luôn. Mà nó chiên vàng trộn cục luôn nè. Thấy chưa? Ngon ghê không? Cá chả giòn thơm, kết cấu à. Cá này giống như cá thiệt vô. Rất là thơm ngon, thơm trong biển vô nó tuyệt vời, y chang cá luôn. Ăn chay là chỉ làm như vậy thôi, ăn là rất là ngon luôn rồi đó. Giòn thơm, không có bát ngon. Mình làm theo cái công thức của cô bé đó. Là cái khứa cá nó vừa cứng mà nó vừa dẻo, nó dai nữa. Mình làm nhà ăn nó bảo đảm hơn. Còn như cô bé ra chợ mà có lần cô bé thấy không, mà chợ nó bán sách lóc chai. Cá lóc chai, cái lóc chai thì cô bé mua về kho sẵn á. Cái bé mua về cô bé ăn là không được, thì giống nó mềm mềm mà nó hôi, cô bé ăn không được. Rồi cô bé tức quá, cô bé mới suy nghĩ ra, cô bé tự làm luôn. Cô bé ăn mới được. Cô bé làm gì nè, bây giờ các bạn nào về làm theo cô bé y gì đây nè. Các bạn khứa cá này của mình nè, cô bé bẻ ra cho các bạn coi nè. Đó nó dẻo nè, nó có cái sớ nè, các bạn thấy không? Cái khứa cá nó rất là cứng luôn, các bạn mà kho kho tiêu nó cũng không bị gã luôn. Tại vì cô bé làm rất là xay, rất là chặt luôn, cuốn rất là chặt ập lên chín luôn. Làm mấy cái này nhất định phải có máy xay mới làm được. Máy xay nó làm được ngon hết. Các bạn muốn làm nhiều rồi món chay ngon, các bạn nên sắm một cái máy xay để mình làm nhiều món mình ăn. Làm để dành tủ lạnh, nó không có đặt cá kho đúng không? Thì nó kho. Hai rất mua xả dở luôn. Tiếp một cái cây gì bằng ngon hết thơm. Hấp ra mình để cho nó nguội vô tủ lạnh, qua ngày mai mình đem ra mình cắt rồi mình đem kho. Kho tiêu. Kho tiêu ngon. Nó cứng luôn, bảo đảm các bạn là không bao giờ gã. Nếu các bạn ăn ngon thì nhớ chia sẻ và like cho hai cô cháu cô bé. Video tới cô bé nghĩ ra nó món gì rồi cô bé sẽ chia sẻ. Rồi cô bé thì có bán hủ tiếu chay buổi sáng à, mỗi ngày đổi món, ngày hai món, tại số nhà 168 đường Nguyễn Chí Nghĩa, phường 12, quận 8. Thì cô bé bán vào buổi sáng là tới 9 giờ mấy 10 giờ là cô bé dẹp rồi, không có ăn buổi chiều. Còn nếu các bạn muốn ăn cơm tắm thì đi như một tháng là cô bé bán 6 ngày cơm tắm à, mùng 4 nè, 12 nè, mùng 8 nè, mùng 4, mùng 8, 12 rồi 18, rồi 24, 28, là một tháng cô bé bán 6 ngày cơm tắm. Đó, thì cô bé nói cho các bạn biết, các bạn có gì ngang ghé, ủng hộ cô bé nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và cô bé. Hãy đăng ký kênh cho hai cô cháu mình nha. Bye bye, chào tạm biệt. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.